Hi, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game, mini war. Và đây là Noob. Xin chào. Thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với một cái mini game đại chiến. Đó, và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ở đây chả có cái gì để mình có thể giới thiệu cả. Đấy, trời ơi. Đây, ngày hôm nay chúng ta sẽ đại chiến đảo đất. Các bạn thấy không? Trời ơi, chúng ta đào xúc đất thôi. Đấy, các bạn thấy công cuộc đảo đất. Ui, vừa vào đã có mấy chục block này rồi. Chắc là có thể nâng cấp lên sẻng đá này. Ui, sẻng sắt này. Thế mà mấy bạn chắc là không để ý đâu. Ui, các bạn chắc chắn là không để ý đâu. Cái gì mà thiên thần và ác quỷ đây. À, bạn kia đổi skin mình là Dracula, còn bạn kia là thiên thần bạn. À, thiên thần và ác quỷ à. Khê ta. Đại chiến cặp đôi, bộ đôi thiên thần và ác quỷ à. Không biết là bị ăn hành hay là đi hành được người khác ở đây. À, đây mình có sẻng này. Thử xem là đổi lên được sẻng gì. Có rất là nhiều loại sẻng, nhưng mà chắc là mấy cái loại sẻng cơ bản này thì mấy loại sẻng cơ bản này là chưa có điều gì mới lạ đâu. Đây là sẻng sắt thôi. Chỉ là sẻng sắt thôi, đào được mấy block đây. Ôi trời ơi. Cái gì đây? Mấy được 67 à các bạn? 67 block. Rồi chúng ta sẽ đào thêm. Đào thêm để sẻng vàng này. Chắc là lên sẻng kim cương, sau đó để mới sang ra sang đồ mới bạn, mấy sang mấy cái sẻng mà ôi xịn sò. Ok, chúng ta sẽ đào mấy cái này đã. Đây là đất đỏ bạn này. Đất đỏ ba gian phải không? Trời ơi. Sao không phải là đất bùn đi? Sao không phải đất bùn đi, trời ơi. Đâu mình sẽ đào bao nhiêu rồi? 80 à, chắc là đủ rồi. Ủa, à đây, hỗ trợ tim đỏ à. Là mình mới để ý đấy, thanh niên này. Hello. Không hiểu luôn. Không hiểu luôn. Nhìn có vẻ rất là baby, so cute. Sẻng kim cương này đào nhanh lắm ạ. Siêu nhanh. Siêu nhanh, siêu khổng lồ. Một xúc thôi là cũng nhặt được khá khá rồi. Ui, sao đi chậm thế nhở? Chắc là dẫm phải mấy cái cát này. Ok, chúng ta chưa nâng được lên cái sẻng khác luôn. Thôi nha, mình thử. Đó, bằng này chắc là được rồi đấy. Bằng Mấy trăm block rồi. Ok, chưa được à? À đây rồi, sẻng lục bảo đây rồi. Ui, nhiều loại sẻng lắm bạn ơi. Sẻng VIP 3 này. Ui, sẻng à đây kiếm VIP. Sẻng ngọc lục bảo này hay ta. Wow. Đó, đào hẳn xuống dưới đi cho đỡ. Ơ, bạn này với sẻng kim cương các bạn. Còn cùi hơn mình. Nghe chừng có vẻ là mình lại gánh tim rồi. Trời ơi. Núp lại gánh tim rồi. Ok, mình sẽ đào mấy cái này đi. Nhặt mấy cái này đã. Chắc là được rồi. Phải đổi các bạn đây. Sẻng VIP 1 đây rồi. Ui, chúng ta có táo vàng này. Ui, lắm vật phẩm thế. Rồi, mình sẽ nhặt mấy cái này đã. Những phút nhỏ nhoi đã trôi qua và chúng ta đã được cái sẻng VIP rồi. Đây mới là VIP 1 bạn. Lên chắc là có VIP 3 là mắc à. Nhiều chưa. Rồi, về lại đổi lên sẻng tiếp. Ui, 3 stack rồi. Gần 3 stack rồi các bạn ơi. Sẻng VIP 2 này. Lên sẻng VIP 3 là mắc rồi. À đâu, sẻng VIP mắc. Các bạn ơi, còn sẻng VIP mắc nữa. Còn hai loại nữa. Hai level nữa. Rồi, thoải mái đi. Ui, nhiều thế. Rồi ơi, bạn này ăn sái của mình, ăn ké của mình cũng thung thướng lắm rồi này. Rồi, mình sang bên này đào đi. Sang bên này nào, đào cho nó nước sông không phạm nước giếng. Đó, nhặt thoải mái, thỏa thích luôn. Nâng một cái là lên level max luôn. Ôi dồi, thích chưa? Ủa, sao thần tiên bên kia cứ bay vậy? Hỗ trợ team đáng nhẽ phải ra cái gì đây? Vũ khí tối thượng. Ui, đã lên được vũ khí tối thượng rồi à? What? Thôi. Bị mắc này. Trời ơi, sao đã vũ khí tối thượng gì mà nhanh vậy? Đây này, hãy xem ta đây này. Sẻng này là sẻng VIP max các bạn ơi. Sẻng này phải sẻng VIP nhất quả đất rồi. Xem nào. Đúng rồi, cực mạnh rồi. Tầm này là cực mạnh rồi. Ui. Trời ơi, chu choa. Rồi, ok. Đây là máy xúc đất rồi các bạn. Rồi. Em ơi, nhặt đi em ơi, thoải mái đi. Cuộc sống này là của chúng ta. Ôi. Hãy tự điều khiển và làm chủ nó. OMG, bạn kia phải choáng ngợp bạn. Trời ơi. Sao? Đấy. Ác quỷ là số 1, thiên thần mới là số 2 thôi. Nên là ác quỷ sẽ gánh thiên thần. Ui.
Khoái, bạn kia khoái các bạn ơi. Bạn kia khoái, vũ khí tối thượng này, cái gì đây? Lưỡi hái tử thần này, toàn 100 sát thương rồi. Tôi đã nâng giáp đã bạn. Tầm này phải nâng giáp đã, không tí nữa ăn hành đấy. Tầm này mà không nâng giáp, tí nữa gọi nó không xịt phát nào đâu. Rồi, mặc giáp đã. Cái gì nhỉ? Áo choàng các bạn ơi, nâng cấp áo choàng. Áo choàng lam ngọc đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp xem nào. Đến kiếm các bạn ơi, đến kiếm này, súng à. Súng thì tí nữa tính sau đi, đến kiếm. Mình à thôi, nâng cấp súng trước. Nhưng mà how to ạ. Chúng ta để nâng cấp được súng chúng ta cần những cái vật phẩm gì? Nòng gì đây? Nâng cấp cung à? Ná này. Trời ơi, đất đỏ ná. Ná sao lại bị khóa này, không bắn được à? Ở nhà mình thử xem là nâng cấp súng này này, sniper, nòng laser, cung gỗ. À, cung gỗ. Rồi. Rồi chúng ta lên ủa? Rồi. Đây. Nòng. Trời ơi, cái này không được. Trời, cái này nó phải yêu cầu mở khóa bạn ơi. Ôi hay lắm. Sao? Thế nào, có bạn nào đây không? Ở này nó phải yêu cầu mình mở khóa ở trong cái ui. Team bên này không đào à? Ui trời ơi. Team bên này ăn hành no rồi, nó phải yêu cầu mình mở khóa thì mới đổi được bạn ơi. Trời ơi chú choa. Mình là vua ở đây à? Bạn em chắc là không nâng cấp được max lên được súng rồi bạn ơi, bởi vì mình chưa mở khóa cái kia. Ui. Trời ơi. Thế này thì chơi bài cái gì? Team này yếu quá các bạn ơi. Team này bây giờ này à, bạn kia có xẻng VIP được kìa, nhưng không ăn thua. Không ăn thua các bạn. Ô. À, trời ơi có mấy con hỗ trợ bên team xanh. Trời. Bắn cho. Ui, bắn nó lên trời mây luôn. Thả mạng. Trời ơi. Wow. Thích chưa các bạn? Quá nhanh và quá nguy hiểm bạn ơi. Rồi. Ok, chúng ta sẽ đào mấy cái này đi. Ui. Rồi luôn, không nâng cấp được lên súng rồi bạn. Đây, lòng laser này mình chưa thể nào mà nâng cấp được. Thì chắc có lẽ rằng là mình sẽ nâng cấp cái gì đây? Kiếm à? Chắc là bây giờ sẽ phải nâng cấp kiếm rồi. Đó, đoạn kiếm. Rồi lên từ đâu? Giáo đá này. Đoạn kiếm này, giáo nhọn này, kiếm năng lượng này, kiếm lửa này, kiếm VIP này, VIP 2 này, VIP 3 này. Rồi, VIP Max. Hết rồi. Bây giờ chắc là súng mình không thể nâng cấp được. Tiếc quá. Ui, cái gì đây? Búa thò à? Ui, kết hợp à? Wow, trời ơi, kết hợp. Sự kết hợp độc đáo bạn ơi. Búa thò ở đâu? Mình sẽ đi tìm cái búa thò Z để mình nâng cấp. Búa thò Z mình sẽ mua nó và mình sẽ nâng cấp được đây. Wow, cái gì đây? ZLX200. Cái này là cái gì không biết. Đại khái là cũng xịn sò đấy, nhưng mà súng thì chắc là chịu rồi. Súng giờ này không nâng cấp được rồi, còn mỗi súng thôi bạn ơi. Mấy con này thì thôi không quan tâm lắm. Ok, mình thử mua mấy cái này đi để ăn cho nó chạy nhanh các kiểu đây. Táo vàng. Tha mạng. Trời ơi, mấy thanh niên vào chơi game toàn đi xin tha thôi. Rồi, bè mình. Ui. Đâu rồi? Wow. Trời ơi. Cái gì đây? Bắn ra mấy thanh niên đầu chọc lóc luôn. Ui. Ôi luôn, mấy thanh niên ăn hành no rồi bạn ơi. Trời ơi. Quá mạnh luôn. Cái này là gọi là siêu mạnh luôn. Mắc ăn hành rồi. Vừa mấy phút thứ mấy đây mà đã bị ăn hành thế này là biết kết quả rồi. Bạn thấy không, xẻng này VIP không? Là như cái máy điện luôn. Được đấy. Tuyệt vời ông mặt trời. Tuyệt phẩm. Và bên kia đã bị ăn hành rồi. Thanh niên kia đã rời phòng bởi vì không chịu được áp lực. Nói chung là đã rời phòng hết rồi. Trời ơi, team mình bá đạo quá mà. Chưa đầy 15 phút, mới 10 phút thôi mà team bên kia đã rời hết trận rồi. Bởi vì những đồ VIP. À, có cái kiếm à, mình thử xem. Ui, tưởng kiếm này mà chém lại rất mạnh này. Chả có. À, hello. Bạn này đứng đây và ngơ ngác con bò cười. Trời, còn mỗi mình bạn này thôi. Mình sẽ test thử cái kiếm này nha bạn nhé. Chắc chắn là một skill là bạn này die rồi. Đấy, nó bảo vệ đấy. Trời ơi.
Nhanh lên bạn ơi. Bạn này ngẩn to te đây. Chết queo luôn. Chết queo luôn. Ok thì có lẽ rằng là cái clip ấy có bạn rồi. Bạn này hành bạn này đó. Bạn này vào đúng thời điểm ạ. Rồi bạn này đâu rồi? Nhìn cái gì? Nhìn cái gì? À cái kia. Bạn này vào sai thời điểm rồi. Paro này cầm cái xẻng này. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích cái clip này, yêu thích những cái vũ khí ở trong cái đại chiến đào đất này thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh của Noob nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye.